Peanut là một ví dụ cũng khá là điển hình cho vụ này. Mới đầu về thì Oanh đánh vẫn sáng, mà càng đánh càng đần đi. Tại vì cứ đi theo cái lối mòn là cố gắng đánh với Bengi á. Bengi thì đánh kiểu kiểm soát, nhưng mà cái đó là bản chất của Bengi đánh như vậy. Lai là lao vào tìm kiếm Kuma Yushi. Kuma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Đúng không, Tuấn Vũ nha, mình có cái này để mình làm rõ cái thông tin là cái số liệu này. Cái số liệu này thật ra cái thông tin mà các bạn coi á, thì chính xác là mình là người có số view cùng một thời điểm cao nhất của ngày hôm đó thôi. Là được đúng một ngày anh em. Mình được đúng một ngày là cao nhất trong số các kênh của stream, đúng một ngày đó thôi. Còn các ngày khác thì thường mình sẽ đứng thứ 3 hoặc đứng thứ 2, có ngày thì không vô được top 3. Tại vì nó sẽ tùy những ngày nó, ví dụ hồi đó mấy cái đợt mà Brazil nó đánh á, thì thường là view cao. Rồi có châu Âu thì Ibai là thằng streamer của tiếng Tây Ban Nha, nó view cũng cao. Thì thực ra là mình được đúng một ngày đó là mình là top 1. Còn lại thì các ngày khác thì mình thường là đứng hàng 3 hoặc là nhì gì đó, ít cũng có ngày top 1 đó à. View của tụi Brazil đông nè, view của Ibai đông lắm. Ủa, các bạn phải biết là cái nhóm mà, tại vì nó tiếng Tây Ban Nha, cái tiếng Tây Ban Nha là cái ngôn ngữ mà nó cũng rất là nhiều người sử dụng. Và thằng Ibai cũng là thằng mà tính giải trí cao, cho nên là Ibai nó cũng đông lắm. Tính ra coi vậy chứ mình, thầy các bạn, mình rành tình hình từ eSports cho tới ngành công nghiệp streaming của Liên Minh á, nó tới nào mình biết đó luôn á nha. Những thằng top tier của các khu vực lớn là mình đều biết hết. Không phải mình biết mình không, mình nghiên cứu dữ lắm. Không, Faker đã được miễn nghĩa vụ quân sự rồi, còn 2 năm hợp đồng với T1 nữa, chắc chắn là ít nhất là 2 năm rồi. Cảm ơn bà giấu tên nha. Thông tin Viking mua SGB, mình có nghe thông tin thì không biết tin, thì mình nghĩ là chắc là nhiều bay đăng như vậy thì chắc là chính xác rồi. Viking mua lại Buffalo nghe cũng, mình nghĩ là cũng hợp lý, tại vì thật ra Viking bây giờ cũng đang muốn mở rộng phòng net ở Sài Gòn, mở khá là nhiều nha. Mà đợt này Viking đó một cái chủ phòng net mà chắc anh em ngoài Hà Nội thì quen mặt, nhưng mà ở trong Sài Gòn thì chưa nhiều. Muốn mở rộng trong này thì có thêm cái, có một đội thì mình thấy cũng ok. Thực ra hồi trước Viking có một đội rồi đó anh em. Viking hồi trước có một đội rồi, năm 2018 mùa hè thì phải. Mình nhớ không lầm là mùa hè hay là 2019 mùa xuân gì đó, nói chung là tầm đó thì đã có một đội Viking rồi, mà đội đó nó hơi yếu, đội nó hơi đuối, đội đó nó văng nhanh. Đợt này mua lại không biết tình hình có top 1 không, chưa chắc top 1 đâu nha. Tại vì các bạn phải biết, mình nói thẳng luôn, mình vẫn giữ nguyên quan điểm cao nhất một huấn luyện viên tác động được bao nhiêu, 15% là hết cỡ. Mình vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, huấn luyện viên chỉ tác động được 15%, không hơn được, rất khó để có thể hơn được. Chuyện sọp nó giỏi, không ai phủ nhận, ai cũng biết được cả. Nhưng tới thời điểm mà nó cấm chọn xong, cảm ơn em nha. Tới thời điểm cấm chọn xong, rời khỏi sân khấu, thì mình hỏi các bạn chứ huấn luyện viên làm được gì. Bữa hôm đó thời tiết bất ổn, đi đường lách hít hụt, chiều nó hụt, rồi tự nhiên pha đó đánh ngu, thì huấn luyện viên làm được gì ở trong thời điểm đó. Cho nên là huấn luyện viên giỏi cách mấy thì người ta chỉ dừng lại mức ở tầm cao lắm lên được 20%, thầy cao lắm thì được 20%. Chứ với eSports Liên Minh huyền thoại thì bạn đã rời khỏi sân khấu thì là cái ván đấu đó nằm trong tay của đội rồi. Nhưng mà dù gì thì mình vẫn tin là nếu mà thằng Sọp nó trực tiếp làm huấn luyện viên thì một cái đội nào đó mà bên phía nó lập ra và dẫn dắt thì mình đảm bảo là chắc chắn là top 4 chứ không thấp hơn được. Tại vì chắc chắn là cái nền tảng của đội đó nó sẽ tốt hơn khá là nhiều đội ở tại VZ về mặt tư duy macro các thứ, thì nhiêu đó thôi là đủ top 4 rồi. Còn top 1 hay không hên xui nha, mình nói là không chắc chứ không phải là mình nói là không được. Chuyện được hay không nó phụ thuộc vào chuyện cái đội đó, nếu mà lập ra, trong trường hợp mà cái đội đó lập ra thì có những thằng nào đã, thì cái đó nó phụ thuộc vào chuyện cái đội hình nó như nào nữa. Anh phải có hàng đã, mình thề với các bạn luôn. Hồi đó mình
Bây giờ mà thằng Nị nó còn làm bát chuột là mình làm việc với Nị mình lên tới top shop bán hàng rồi. Hồi đó cái bát chuột Belu của Nị nó làm cho mình thề bán chạy nhanh ơi là nhanh luôn. Hồi đó chưa có tới top shop này nọ các thứ mà hình như là mấy trăm cái bán trong vòng có hả chưa đầy tháng là hết rồi. Hồi đó một cái tốc độ bán cực kỳ khủng khiếp luôn á. Mà đợt này qua dịp rồi, thôi để sau này có cơ hội nữa. Ông Vi nha. Hồi đó mình có nói bạn là một cái điểm mạnh nhất của MacGa là cái tinh thần chuyên nghiệp kinh dị. Tính ra là trong số rất nhiều những thằng cầu thủ MU trong khoảng thời gian gần đây là nó là chuyên nghiệp nhất. Không tính cái vụ hồi đó đi đấm nhau ở đảo. Đợt đó con được đi đấm nhau ở đảo. À, tình hình hiện tại thì gì? Thực ra là cuối tuần này có cái tổ chức một cái offline rất là lớn của MUSBN và được trang chủ của MU vừa đăng lên á. Nhưng mà mình nghĩ là mình đi không được tại vì đợt đó là vẫn dính vô tuần sau chứ. Vẫn dính vô một cái ngày chung kết thế giới. Nhưng mà trải nghiệm của mình khi đi big offline của MU nó tệ lắm anh em. Tại vì dạo gần đây mấy cái big offline đó mình đi toàn là thua bánh xác. Có rảnh cũng không đi đâu, ở nhà coi cho hết. Nhà biết bên FPT có mời tham gia nữa không? Tụi đi cây nó cười nhạo. Nó không phải là cười nhạo, các bạn đừng có nhạy cảm quá. Mình là mình nhìn các bạn, bây giờ chúng ta nhìn từ hai phía nha. Hồi đó khi gam bốc được những thằng như là Fnatic, Liquid hay là bốc cái bảng năm 2019, gam cười có hợp lý không? Cười chứ. Hợp lý chứ. Tại vì chúng ta bốc được bảng ngon. Đây là không phải là xem thường. Các bạn phải, tại vì các bạn hay đẩy theo cái nghĩa tiêu cực quá, đây không phải là xem thường. Mà chỉ đơn giản là bốc được cái đội nó yếu trong số các đội khác, đúng không? Bốc được một cái bảng ngon thì mình cười thôi. Gam cũng vậy, thằng nào cũng vậy, DK cũng vậy. Mình hỏi các bạn chứ bây giờ tất cả những thằng còn lại của cái nhánh hả 1-2 nó bốc chúng gam, thằng nào cũng cười. Cười sằng sặc. Mình là mình yeah. Thằng số mấy cơ nó còn hiền á. Mình mà mình không vững phải không? Yeah, vô địch rồi. Yeah. Chú Phi. Cho nên nói chuyện cười đó bình thường anh em đừng nhạy cảm. Ý là sau khi cười xong á, ok nếu mà cười xong á mà thua á thì cứ chọc cứ ghẹo thoải mái bình thường nhắn với đệ, mà đừng có biến nó thành một cái câu chuyện mà nó tiêu cực quá. Cả về chuyện là chúng ta là người cười hay là chúng ta là người bị cười thì nó cũng vậy thôi. Tức là vui vẻ với nhau thôi, thể thao thì nó có tí cây cú cho vui vẻ, nhưng mà đừng có để nó biến thành một cái chuyện tiêu cực quá là được. Kiểu dùng những từ như cười nhạo nghe nó nặng nề mà, không? Dùng từ cười nhạo nghe nặng nề thiệt. Cái nghĩ là cười vui thôi, bút là đội yếu thì cười. Đội nào cũng có quyền cười khi bốc thăm ngon mà. Hôm nay chắc chắn nó lâu quá. Mình thì thật ra mình đang tính coi mấy cái phỏng vấn á anh em. Ngồi nói chuyện xíu mình coi mấy phỏng vấn đi, cái mai chắc có gam chán lắm. Trận lao đó mình cũng không quan tâm lắm. Có mai chắc team Liquid thì coi. Ông Vi nha. Anh dự đoán trận Cloud9 có lên cái clip video rồi đó. Nói nhanh thì anh nghĩ rằng bên phía Cloud9 sẽ có cơ hội thắng. Hàng này chênh lệch chắc cũng. Mình đang tính coi mấy cái phỏng vấn nhiều hơn. Không, nhưng mà mình có cái điểm này hồi nãy anh này. Một câu chuyện gần đây là cái status của KT. Mình rất thích cái status của KT nha. Các bạn nói gì thì nói chứ các bạn anti KT thì mình có thể hiểu được. Nhưng mình rất thích. Tại vì nếu như nó đã dám gọi là cương thẳng mặt với anti fan, tức là nó, ý là nó ít nhất là nó có sự tự tin, các bạn hiểu không? Còn tới lúc mà nó đánh ngu thì các bạn chửi nó tiếp thì chuyện đó của các bạn. Nhưng mà ít nhất là mình đang thấy là ừ, thằng này nó tự tin á. Dám mà đương đầu đối mặt như vậy là cũng phải gọi là có một chút xíu tự tin trong đó. Hy vọng là nó có thể chuyển cái tâm lý tự tin nó thành động lực để thi đấu xuất sắc hơn ở trong các trận đấu chính thức. Về cơ bản là mình rất là thích cái cách mà nó phản ứng như vậy.
Chứ bây giờ mình hỏi các bạn, chứ bây giờ mình góc nhìn hai chiều nha. Mình không bin thằng KT, mình cũng không có bin anti-fan chửi nó gì cả. Mình chỉ góc nhìn hai chiều là tại sao các bạn, tại sao anti-fan chửi nó được, mà tới lúc mà nó đánh thắng xong rồi nó không được boost là nó chửi lại. Nó chửi vậy còn nhẹ, nó ghi như vậy còn nhẹ. Cho nên là mình thấy cái này rất là hay. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có một cái câu chuyện thú vị xung quanh KT ở tại chung kết thế giới. Thể thao nó phải có mấy cái này mới hay anh em thiệt. Chính những cái gì đang xảy ra với đối với Gam nói chung và ví dụ như KT nó riêng ở tại đợt này, hai đợt này mình thấy cũng vui. Thể thao nó phải về nó mới vui. Mình nói các bạn hoài á, một môn thể thao hay là một đội nào đi, nói nhỏ là nói gọn lại là một cái đội thể thao nào đó mà người ta không quan tâm á, mình nói các bạn rất nhiều lần rồi. Cái sức hút của một đội nó không chỉ đến từ fan. Nó là 50-50. Thậm chí với một số đội nó là 70-30. Là cái sự quan tâm đến từ những người ghét cái đội đó, nó mới thực sự đẩy cái đội đó lên một cái tầm cao. Mình không nói là tầm cao về mặt thành tích, chỉ đơn giản là tầm cao về mặt giá trị thương hiệu hoặc là cái sức hút về mặt truyền thông. Ví dụ như đơn giản, mình thề với bạn luôn, mình lấy ví dụ cụ thể luôn. MU đá sáng nay, thề các bạn luôn, đá chán ơi là chán. Nhưng mình mà nhiều khi mình mà là fan MU á nha, nhiều khi là mình còn không coi. Nhưng mẹ nó, cái kênh chat của mấy cái livestream rất đông thằng coi để chửi MU, toàn anti không, chửi và trù thua. Mình thề các bạn, tốn quá, mình cảm giác nhiều khi anti nó coi hơn fan luôn. Mình có cảm giác là nhiều khi sáng nay là anti nó coi đông hơn fan luôn á. Cho nên là cái câu chuyện về một cá nhân hay là một đội trong thể thao điện tử, thể thao nói chung mà có nhiều anti với chuyện bình thường. Không có anti mới là chết. Mình nói các bạn hoài luôn, đây là sự thật. Đội nào cũng vậy, phải có cả fan lẫn anti thì đội đó mới dễ làm truyền thông. Chứ mình nếu mà chỉ có fan không cũng chết. Nó cũng thiếu lửa lắm. Nó phải có một tí cạnh tranh, nó phải có ma sát, nó phải có mâu thuẫn, nó mới nóng bỏng, nó mới đẩy lên được. Chứ nếu mà chỉ có fan không cũng khó. Đặc điểm chung của những đội mà top đầu về truyền thông nha, mình nói rõ ràng truyền thông chứ không phải là thành tích. Truyền thông thì cái lực lượng anti nó phải ngang ngửa với lực lượng fan thì nó mới khỏe được. Thì đơn giản thôi mà, như mình nói các bạn đó, cái sự sống của VSET thì nó phụ thuộc rất là lớn vào kết quả của các đội VSET tại chung kết thế giới, cả phòng học, các giải quốc tế nói chung. Thì với cái kết quả tích cực của cả team Well lẫn Gam, với kết quả này chúng ta có thể chắc chắn được là năm sau vẫn 2 slot. Và mình đã nói với các bạn rồi, đầu tư vô VSET cực kỳ lời nếu như các bạn có tiền. Ý nó phải là lời, lên không phải là lời mà tỷ lệ thành công cao, các bạn hiểu không? Một giải có 8 đội, tiền đầu tư thì rẻ, nhưng lại có tới 2 slot để chung kết thế giới, tỷ lệ thua quá thấp. Mình nói từ năm trước rồi còn gì, tỷ lệ thua của cái giải này quá thấp. Cho nên là đầu tư vô đây là ngon, chỉ cần mà đảm bảo được cái chuyện 2 slot là lúc nào cũng ngon cả. Cứ mà giữ 2 slot cho 8 đội là quá ngon đối với một cái giải như VSET. Vâng, dấu tên nha. Tất nhiên là lời đây là lời, cái khả năng các bạn có thể được ra thế giới nó cao hơn thôi, chứ gọi là lời thì cũng không ai lời. Giải này có ai lời đâu. Nhưng mà trời, đây mình giải thích cho các bạn nè. Chỉ cần có kết quả, các đội eSports đó nha, các bạn chỉ cần có kết quả thì các bạn không phải là kiếm tiền từ việc vận hành hay là tiền giải hay là tiền bán đồ. Mà khi mà có kết quả thì các đội eSports đó sẽ đi xin tiền từ các quỹ đầu tư. Đó là cách mà rất nhiều đội vận hành, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều khu vực trên thế giới. Là chỉ cần có kết quả, có số liệu, có tương tác này nọ các thứ, là cầm cái đó đi xin tiền.
xin tiền từ những nhà đầu tư họ rót vốn vào. Mỗi lần mà các bạn kêu được như vậy thì các bạn sẽ vận hành được. Nếu mà tốt thì các bạn vận hành được có thể 1 năm, 2 năm hoặc nhiều hơn. Tùy theo khả năng thuốc, khả năng thuyết phục. Tùy theo khả năng thuyết phục của những người đang nắm đội đó. Thì chỉ cần có kết quả tốt thôi thì việc kiếm được tiền để có thể tiếp tục vận hành trong khoảng thời gian sắp tới thì vẫn ok. Vấn đề là có cái bằng chứng gì rõ ràng không, nhưng mà kết quả tại chung kết thế giới luôn luôn là cái thầy dễ nhất. Từ cái từ thuốc đó, cái từ nó nghe vui vui thôi chứ là nó thật là sự là thuốc mà. Thuốc thì nó chỉ là một cách gọi khác của thuyết phục, đơn giản vậy thôi chứ nó đâu có gì tiêu cực đâu. Mình nghĩ là nếu các bạn hỏi những người làm esports lâu năm ở Việt Nam thì các bạn đều sẽ được nghe cái chữ thuốc này. Chưa, anh chưa coi luôn. Hôm qua anh chỉ tập trung vào MU. Và thật sự các bạn, trong khoảng thời gian vừa qua mình chỉ coi chung kết thế giới, tập trung vào Liên Minh thôi chứ bóng đá mình không có coi nhiều. NBA là bỏ hẳn luôn. Kịch bản Tiêu Anh tuyển được rừng hoặc support Bitcoin như Binance hay Pedro thì sao? Chưa biết được đâu, chưa biết Tiêu Anh muốn tuyển cái gì đâu. Tại vì bây giờ tới hết cái chung kết thế giới này thì chắc chắn là sẽ có xáo trộn rất là nhiều đến từ tất cả các đội ở LCK. Cho nên là mình nghĩ là người duy nhất mà chắc chắn 100% của Tiêu Anh là Faker thôi, duy nhất một người thôi. Còn lại tất cả các vị trí khác đều là phụ thuộc vào chuyện thứ nhất là thỏa thuận. Tại vì áp dụng cái quỹ lương ở đầu năm 2024 thì gần như là 4 thằng còn lại. Honor thì còn hợp đồng 1 năm nhưng mà mình nghĩ là khả năng cao là cũng điêu lương lại. Thì 4 thằng còn lại của Tiêu Anh trừ Faker đều sẽ phải thỏa thuận lương lại. Thỏa thuận lương ok thì có thể ký tiếp. Thỏa thuận lương không ok thì thằng nào đi thằng nào ở thì không biết được. Rồi thứ hai là Tiêu Anh nó cũng sẽ đi kiếm. Chắc chắn nó cũng sẽ cố gắng đi kiếm. Tại vì đội hình này tỷ lệ vô địch thế giới để mà giữ nguyên thì chắc nó cũng không cao lắm. Trong trường hợp mà không đạt được cái chức vô địch thì chắc chắn Tiêu Anh cũng sẽ đi kiếm, đi shopping, thử coi là có những cái thay đổi nào không. Cho nên thời điểm hiện tại mà các bạn kêu là dự đoán đội hình Tiêu Anh năm 2024, không ai dự đoán được cho các bạn đâu. Chính bản thân những thằng Tiêu Anh hiện tại luôn cũng không biết được đâu. Tại vì bây giờ tụi nó cũng đang trong giai đoạn thỏa thuận này nào các thứ, hoặc là nó đang phải ngưng lại cái chuyện thỏa thuận đó để tập trung đánh chung kết thế giới cho tới hết tháng 11. Thì mình nghĩ là cái câu chuyện mà dự đoán đội hình Tiêu Anh năm sau chịu thua, không thể nào biết được. Giờ mông lung lắm. Và không chỉ Tiêu Anh đâu, các bạn yên tâm đi, không chỉ Tiêu Anh đâu, tất cả các đội đều sẽ phải bước vào một cái thị trường chuyển nhượng nó sẽ độc lạ hơn các năm trước. Tại bây giờ phải tính vào cái câu chuyện là quỹ lương như thế nào để mà đúng theo quy định của bên phía LCK. Cho nên là sắp tới khó đoán lắm. Vâng, giấu tên nha. Thực ra là anh có xem lướt qua rồi. Tại vì hồi sáng anh có đọc một cái bài tổng kết cái trận đó mà, trận của Rondo anh có đọc rồi. Cho nên là người duy nhất mà chắc chắn với T1 là người còn 2 năm hợp đồng là Faker, gương mặt của đội. Đó là người duy nhất chắc chắn. Còn lại ngay cả là thằng Honor 1 năm hợp đồng và 3 thằng kia hên xui ở hay đi, chính bản thân tụi nó giờ này còn chưa biết đâu. Không, bây giờ thật anh, nếu về cơ bản nhìn cái cách đánh của Faker hiện tại thì các bạn cũng thấy rồi, rõ ràng là mình nghĩ là đánh theo kiểu hồi xưa là rừng chỉ phục vụ cho mid không được. Mình nghĩ là bây giờ rừng nó phải toàn diện hơn, rừng càng toàn diện càng tốt. Chứ mà rừng chỉ phục vụ xung quanh mid thôi nó cũng khó vận hành lắm. Mình nghĩ là nếu mà đã kiếm rồi thì kiếm thằng nào toàn diện. Hồi đó nếu mà nói về câu chuyện rừng á, để mình kể cho bạn nghe câu chuyện rừng, cứ đi theo cái kiểu mà kiếm Bengi á là sẽ đi vào các bạn, để mình kể cho các bạn nghe về lò xây rừng NA. Và T1 cũng là một lò xây rừng. Câu chuyện của T1 với lại TSM khá giống nhau, là lấy những thằng rừng trẻ về và bắt nó đánh phục vụ, biến một thằng rừng trẻ tay to đánh đột biến trở thành một con mắt di động chạy xung quanh khu vực đường giữa để đảm bảo cho ở TSM là Bexen, ở bên phía là T1 là Faker. Thì nó làm thui chột, nó bị đần đi,
Binet là một ví dụ cũng khá là điển hình cho vụ này. Mới đầu về thì Oanh đánh vẫn sáng mà càng đánh càng đần đi, tại vì cứ đi theo cái lối mòn là cố gắng đánh như Bengi á. Bengi thì đánh kiểu kiểm soát, nhưng mà cái đó là bản chất của Bengi đánh như vậy. Thì TSM y chang, cứ thằng rừng trẻ nào ở NA là chắc chắn nó sẽ vào TSM rất nhiều, từ thằng này qua thằng khác, thằng nào cũng hả thằng rừng mới của NA được nửa mùa một mùa là biến thành thằng một thần đằng, từ thằng rừng thành thần đằng luôn, liên tục từ thằng này tới thằng khác. Và bây giờ mình nghĩ là đi theo cái hướng đó rất là nguy hiểm, cho nên là vẫn phải kiếm một thằng rừng nào tự chơi được, có khả năng thi đấu toàn diện, chứ kiếm một thằng rừng ok cũng được thôi, bây giờ kiếm một thằng nào đó để vô cho Faker sai vặt cũng được, vẫn có khả năng có được thành công, nhưng mà lâu dài nó đâu có tốt đâu. Đó, bây giờ ví dụ minh họa cụ thể nhất chính là Honor. Mình thì chúng ta cũng không biết là thực hư ra sao, nhưng mà rõ ràng là Honor thời gian đầu cũng sáng, nhưng mà có vẻ như là cứ đợi nghe Faker call riết không tự tư duy, cái đầu óc nó mụ mị đi, nó cũng đần đi luôn. Thì mình nghĩ là Tiêu Anh cần phải kiếm một thằng rừng nào thực sự là, thứ nhất là nó phải, nói chung là nó phải cá tính mạnh á. Mình nghĩ một thằng rừng cá tính mạnh, tại vì nó có cái điểm này nữa, mình nghĩ là cái này là mình cũng hơi ngồi ăn ốc nói mò, thì mình cũng không chắc chắn 100% là mình ngồi nói xàm, anh em có gì thông cảm nha. Cá tính mạnh để nó không bị Faker ác vía. Đây không phải là chuyện Faker cố tình đè nén, nhưng khi các bạn cứ tưởng tượng các bạn đi rừng cho Faker đối mặt với một cái áp lực cực kỳ lớn đến từ fan T1, là nó rất dễ liệt luôn, nó bị bản thân là nó cũng dễ đần luôn, đứng kế bên là thấy là đần rồi, không dám cãi, không dám bật đó, cho nên là nó rất là khó là như vậy. Thì cái vị trí đó là, thì đó nó cũng thì về cơ bản thì tại sao là hai cái đội mà mình vừa kể tên nó khó là như vậy, tại một bên là Faker, một bên là Faker Bắc Mỹ, một bên Faker Bắc Mỹ Bắc Sen. Khi mà vô chung đội nghe tự nhiên bị ác vía một cách tự động luôn nha, chứ không phải là mình đang nói là Bexen nó đè hay là Faker đè, chắc chắn cái điều đó không xảy ra, thì chúng ta cũng biết tính cách Faker nó không phải là thằng đè đồng đội, nhưng mà chỉ đơn giản là chỉ bước vào cái vị trí đó thôi là tự nhiên nó bị đè mặc định rồi. Cho nên là một cái yêu cầu chắc là tiên quyết dành cho một thằng rừng của Tiêu Anh là phải tâm lý nó phải cứng, thần kinh nó vững, cá tính của nó cũng phải cực kỳ mạnh thì nó mới có thể trụ vững được, chứ không là nhiều khi trước sau cũng đần đi. Mà mình thấy là một cái câu chuyện chung của những thằng rừng của Tiêu Anh mà, thằng nào khởi đầu cũng sáng á. Các bạn công nhận không? Ngay cả những thằng mà sau này cứ bị chửi, bị nói mà thằng nào khởi đầu cũng sáng, chứ đâu phải thằng nào mới vô là cũng ngu đâu. Rất nhiều thằng rừng của Tiêu Anh khởi đầu thằng nào cũng sáng, được nửa mùa là bắt đầu ngu. Vâng, Thanh Nhàn nha. Ừ không, này nói giỡn gì nữa, đùa đó thật. Faker đi rừng nghe cũng không tệ đâu anh em. Thì cái câu chuyện không regional thì nó cũng không phải là một tất cả lý do. Cái hướng đi mà Faker đi rừng không tệ đúng không? cái hướng giải quyết Faker đi rừng không tệ đúng không? Đi theo con đường của Amazon thôi. Nó có sorry nè, nó có một cái như thế này nè. Hai đội mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là chúng ta dễ dàng nhận thấy là Jindong với lại Genji đúng không? Nhưng mà tại vì nó chưa thực sự bị đặt vô những cái cặp BO3, BO5 căng thẳng để test cái khả năng macro thực sự. Mà mình thấy là ở trong cái vòng Thụy Sĩ vừa rồi thì cả Jindong lẫn Genji đều chỉ đơn giản là nó thắng bằng năng lực tay chân nhiều hơn, chứ nó chưa phải macro. Mình cảm giác là như vậy, cho nên bây giờ để đánh giá thì nó hơi khó một tí. Hai thằng đó thì mình đang hơi khó để đánh giá bằng macro. Trận với lại T1 thì Genji nó, mình nghĩ là có yếu tố chiến thuật ở trong đó, trong việc hạn chế cái lợi thế của các đường của T1, nhưng mà nó cũng chưa phải là quá nhiều.
tới giai đoạn sau thì mình cảm giác là Genji trận đó thì mình cảm giác là không phải là thắng bằng macro mà thắng bằng setup giao tranh, chứ không phải thắng bằng di chuyển, không có trao đổi mục tiêu gì hết nha. Trận đó thì mình nghĩ là cái hay của Genji nó nằm ở chỗ setup giao tranh, là cái cách mà bên phía Genji triển khai những cái tình huống mà Chu Vi với lại Doran mưa tên lửa với Akali chia cắt đội hình T1 á, thì là cái lý do chính để thắng. Cho nên nó sẽ thiên về mặt setup giao tranh, chuẩn bị và xác định cái hướng đánh như thế nào ở trong những pha giao tranh là nhiều. Chứ macro thì chưa nhiều lắm ở trong cái trận BO1 với Genji và T1. Jin Dong thì trận với Li Ning thì cảm giác là vẫn do thắng do tay nhiều hơn, vẫn đỏ tay nhiều hơn một tí, là đỏ macro ở trong cái tình huống đó, cho mình sẽ chưa xác định được rõ ràng là cái mặt macro là đội nào nó đang vượt trội nhất, thì chắc là phải đợi đi vô những trận BO3, BO5 nhiều hơn thì khi đó chúng ta dễ hơn. Chứ tình hình hiện tại là chưa, mình chưa phân tích được mấy cái đó tại vì chưa thấy được nhiều. Anh em đừng có nói về câu chuyện miền Bắc miền Nam nữa, bây giờ VZ nó không có miền Bắc miền Nam. Các đội ở đây á, mỗi đội thì game thủ nó đến từ tất cả mọi miền, cho nên cái khái niệm mà miền Bắc miền Nam á, chính xác là nó đã bị khai tử từ năm 2018 rồi. Mình nói một lần nữa cho anh em biết là cái khái niệm đội miền Bắc, đội miền Nam nó đã bị khai tử từ tầm năm 2017. Chính thức ở tới năm 2018 nó không còn nữa rồi. Tại vì một đội thì nó tuyển người từ tất cả mọi vùng miền thôi à, chứ không còn có cái khái niệm đội miền Bắc miền Nam đâu. Mọi người đừng có nghĩ theo hướng đó nữa, nó cổ lỗ sĩ lắm. Cái khái niệm nó không còn nữa. Mặc dù vậy mình vẫn phải nói là thực sự mà khi có vùng miền vô coi nó cháy hẳn anh em. Cái này thì thể thao bình thường cũng vậy. Đối với eSports bây giờ không có, nhưng cái này anh em mình nói chuyện với nhau, đây không phải là phân biệt vùng miền để mà tô xích nha. Nhưng mà thể thao mà có cái yếu tố vùng miền vô hồ mà cháy thì thôi luôn. Tất nhiên là nó cũng nhạy cảm, nó cũng dễ nhạy cảm. Thực sự là nó cũng dễ nhạy cảm, nhưng có mấy trận đó thề cháy ác lắm. Nước nào cũng vậy thôi à, không phải Việt Nam đâu, nước nào cũng vậy thôi. Bóng đá đó thì thực ra là Liverpool với lại Man City là vùng miền, chứ còn gì, Elo Man United là vùng miền đó. Barca với Real thì nó là vùng miền với chính trị chứ có gì đâu. Rồi mấy cái trận derby của Ý thì nó cũng là vùng miền với chính trị thôi mà. Thì thể thao nói chung là như vậy, phải có cái đó vô thì nó mới căng. Nhưng mà đối với eSports hiện tại, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại, nó không còn câu chuyện vùng miền nữa, tại vì các đội tập trung hết trong Sài Gòn và cái yếu tố vùng miền nó không còn tồn tại nữa. Nhưng bóng đá thì chắc chắn lúc nào cũng có. Gam sẽ đánh tiếp nha em. Bây giờ Gam vẫn còn một mạng, Gam còn mạng cuối. Tổ chức miền Bắc bây giờ thực ra là những người có đầu tư ở miền Bắc á, ừ thì anh đồng ý với em là một số nhà đầu tư miền Bắc họ không tiến vào Nam được. Nhưng mà hồi đó miền Bắc thì nhà đầu tư không nhiều lắm đâu, chắc có Viking á. Viking bây giờ đang quay lại nè. Nhưng Viking bây giờ thực ra cái vấn đề vùng miền bây giờ, ví dụ như 500 rồ với lại Viking đi, thì ví dụ như 500 rồ bây giờ có cả chi nhánh miền Nam, mặc dù gốc của 500 thì vẫn là miền Bắc đó, nhưng mà bây giờ cái cơ sở của 500 rồ miền Nam cũng nhiều mà, nhân sự của 500 cũng bây giờ miền Nam cũng nhiều lắm. Nên là cái khái niệm mà đội vùng miền bây giờ nó khó lắm, nó khó mà có thể được triển khai ở eSports ở tình hình hiện tại. Hành trình của Gam tới đây là thành công rồi. Gam đã gọi là vượt qua kỳ vọng của mình rồi đó. Thật sự là khi mà Gam tới vòng Thụy Sĩ á, là mình nghĩ Gam sẽ thua trắng hết và Gam sẽ đánh có được ván nào hay ván đó, đánh được ván nào tốt ván đó, nhưng Gam thắng được một trận là Gam vượt kỳ vọng của mình rồi đó. Đối với cá nhân mình nha, còn các bạn như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà để mà hỏi mình là Gam, kết quả của Gam tại chung kết thế giới này như thế nào, thì mình xin trả lời thẳng là Gam đã vượt kỳ vọng của mình rồi. Mình không nghĩ Gam có được một trận thắng ở vòng Thụy Sĩ mà Gam thắng được là hay rồi. Nên là lịch thi đấu nè, ngày mai nha anh em. Giờ Việt Nam luôn nha anh em. Lưu cái trang này đi, mình là mình bookmark, mình lưu cái trang này lại. Khi nào cần coi giờ thi đấu, lịch thi đấu của các giải quốc tế hay thậm chí là giải quốc nội đây, thì các bạn cũng coi được tất cả các giải trên thế giới, bấm vô là coi. Và giờ sẽ được đổi ra giờ Việt Nam hết, cho nên anh em không cần phải suy nghĩ về chuyện đổi giờ. Thì ngày mai vòng Thụy Sĩ sẽ quay trở lại với hai trận BO3. Hai trận BO3 này có nghĩa là gì? Đây là trận để
xác định xem các đội tiếp theo. Cúc B3 giữa Cloud9 Fnatic, thằng nào thua? Cúc. Mad Lion và Weibo, thằng nào thua? Cúc. B3 chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 ngày. Tất cả những trận đấu này đều là B3 hết. Tại bây giờ đây là chỉ còn B3 thôi. Thua là Cúc. Ngày mai 2 giờ 2 trận. Gam đánh vào ngày thứ 6, ngày 1. Trận đầu tiên 2 giờ. Team Monster. T1 đánh vào ngày thứ 7, 5 giờ chiều. Trận sau. Hồi trước đánh đội miền Bắc, đội miền Nam như thế nào? Ôi, ok. Bạn nào mà chưa biết, bạn mấy bạn fan mới thì mình kể cho bạn nghe. Là hồi trước chúng ta sẽ có những đại diện miền Nam, bao gồm có Sài Gòn Soccer là đại diện tiêu biểu miền Nam. Sau đó dưới đằng sau có thêm một đội nữa là Buba Marine. Ở miền Bắc thì đầu tàu của Liên minh Huyền thoại miền Bắc là Full Lewis. Đó. Rồi sau đó thì có những cái tên khác như UTM. Thì mỗi lần mà những cái đội hai miền này gặp nhau thì nó phải gọi là sức nóng nó không khác gì những trận bóng đá mà những trận derby thành phố hay derby vùng miền cả. Thôi mà nó chửi nhau tan nát luôn. Đặc biệt là hồi đó có, ngoài cái chuyện vùng miền, chúng ta còn có một cái kèo cá nhân chưa bao giờ chịu thua. Đó là kèo QTV và Sọp. Nói tới là nổi da gà thiệt. Hồi đó là còn có kèo cá nhân QTV và Sọp. Ồ ôi. Và anh em sẵn sàng mà lao lên bảo vệ thần tượng, đâm chém trên mạng xã hội tới nơi tới chốn luôn. Ác ôn lắm. Nhưng mà vui lắm anh em. Tất nhiên là có những cái phần tiêu cực thì lúc nào nó cũng có thôi mà chúng ta không kiểm soát được. Nhưng mà công nhận là đợt đó là sôi động lắm. Mỗi lần có mấy cái trận đó là nó sôi động lắm. Đó, hồi đó thì đó là câu chuyện về nội chiến, ấy lộn, phải nội chiến mà là những trận đấu mang tính chất cạnh tranh vùng miền giữa miền Nam và miền Bắc. Thì những bạn nào mà xem từ giai đoạn tầm 2014-15 đó, tầm đó 45 căng lắm. Được. Được. Ok. Mình nghĩ là khi mình nói cái này thì chắc là sẽ có một số bạn chửi mình là lại ảo tưởng nữa, nhưng Kiaja nó đã chứng minh được. Đầu tiên mình nói thẳng về mặt kỹ năng nha. Kiaja đánh binh 7-80 đã vào top thách đấu hàng rồi. Chứ nó cũng phải là một thằng gà. Mọi người có vẻ, mọi người đừng để cái lối chơi của Kiaja, một lối chơi thiên về ổn định và an toàn, mà các bạn nghĩ Kiaja là một thằng gà về kỹ năng, là coi chừng các bạn lầm. Kiaja nó leo thách đấu hàng rồi nha. Chứ nó không phải là thằng đánh lù lù chỉ là đợi người ta sơ hở sai lầm để mà nó khai thác. Khi người ta đã đánh tới thách đấu hàng, từ Việt Nam đánh qua thách đấu hàng, thì cái tầm kỹ năng của nó cũng phải ở một cái mức nào đó. Chứ nó không phải là một thằng gà. Nói về cho nó dễ hiểu. Thì mình nghĩ là nền tảng kỹ năng thì rất là khó để chúng ta có thể gọi là kiểu lần so sánh nền tảng kỹ năng thì có cái gì để mà so. Khó lắm. Nhưng mà mình chỉ dùng một cái ví dụ gọi là cụ thể đó để có thể minh chứng cho cái việc là cái nền tảng kỹ năng của Kiaja nó không hề thua kém so với những thằng, nói thẳng là game thủ LCK như thằng Kana chẳng hạn. Kana thì tầm kỹ năng cũng rất là cao. Thằng này cũng là thằng tầm kỹ năng rất là cao, tại vì nó leo xếp, nó cũng có những thời điểm mà leo xếp hạng rất căng. Thì mình cũng không nói Kiaja hơn, nhưng mình không nghĩ là Kiaja bị thua kém nó về mặt trình độ kỹ năng. Mà cái câu chuyện mà các đội VCS của chúng ta thua, người ta là chủ yếu là thua về mặt nền tảng macro và phối hợp này nó các thứ, rất là nhiều thứ khác. Kỹ năng thì cũng thua chứ không phải là mình nói là kỹ năng chúng ta đều hơn hoặc là bằng hay gì đó, nhưng mà riêng cái kèo Kiaja thì mình tự tin là cái nền tảng kỹ năng của nó không thua Kana đâu. Nhưng vấn đề là cái những cái khác, những yếu tố khác trong một cái trận đấu thì có thể là không bằng thôi. Nhưng mà kèo này mình tự tin Kiaja có thể kiểm soát được. Mình tự tin Kiaja có thể kiểm soát được kèo này. Levi mà đánh hay nữa thì được. Còn không cùng lắm thì Kana kêu đừng trên ổn anh ơi, khỏi lên. Nhưng mà nếu như setup được mấy cái thế đẹp lên băng trụ đấm Kana cũng được. Kana cũng dễ. Kana cũng dễ bị đấm. Nhưng mà nói gì thì nói chứ mình, các bạn cũng đừng nghĩ là mình ảo tưởng gì. Riêng với cặp DK này thì mình nghĩ là no hope. Tại vì phong độ tại chung kết thế giới hiện tại của, mặc dù là DK là tại vì nó gặp đội mạnh thôi chứ nó cũng không có đần. Nó không đần đến mức như vậy. Nó cũng là đội mà thường xuyên là nó cũng vào tới tứ kết ít nhất. Và thường tứ kết là nó cũng sẽ thua những thằng mạnh thôi.
chứ nó cũng phải là tầm 7 thua mấy thằng tầm 7 tầm 3. Cho nên là cơ hội của chúng ta là gần như là bằng không. Nếu mà không có gì bất ngờ thì là 2-0 dành DK. Gam đánh hay thì cũng 2-0 cho DK, nhưng mà lâu hơn tí, chừng 10 phút. Phong độ bây giờ, mình nói thẳng luôn, bây giờ phong độ đi đường hiện tại của mid và bot của chúng ta, và ngay cả là rừng. Các bạn nhìn thằng Showmaker nó đi đường bữa giờ, các bạn nhìn Kellen với Dev đi đường bữa giờ, mà các bạn nghĩ rằng cái phong độ hiện tại của KT với lại Cider Ballet có thể thở được? Thề của bạn, nó không bị nó đè 3.000 tiền trong giai đoạn đi đường là mừng hết lớn rồi. Mấy thằng đó bây giờ nó đi đường khét lẹt, nó đấm tay thôi à, nó không cần. Thật ra đánh với DK đợt này thì vừa dễ vừa khó anh em, vừa dễ vừa khó. Dễ là không cần dùng macro, à cái này hay nè. Dễ là không cần dùng macro, tại vì mình nghĩ rằng trận này giữa Gam và DK là chủ yếu là đấm tay, xem ai ra đòn nhanh và chính xác hơn, chủ yếu là đấm tay với nhau thôi, chứ mình nghĩ là không tới được với đoạn macro đâu. Nên mình nghĩ là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên, không thì thật cái hôm qua bữa mình nói quen rồi, cách để thắng Gam thắng DK thì mình cũng vẽ rồi, thì một trong những cái vấn đề quan trọng là cấm chọn á. Làm ơn đừng có lấy đội hình yếu ban đầu nha. Mình rất là hy vọng Gam sẽ lấy những cái đội hình nào mà có khả năng đánh ở giai đoạn giữa ván đấu á, chứ đừng có lấy một cái đội hình mà nó đù quá. Đù quá khó chơi lắm. Đội hình nào mà đấm nhau ban đầu được. Nhưng mà cũng sẽ có vấn đề rất quan trọng là mình nghĩ rằng đầu tiên là mấy thằng DK nó đã biết bài của Gam rồi. Cho nên những cái bao biết của Gam, ví dụ như là con Sante, con Syndra, con Tristana, con Saya, con đó khó được chơi lắm, con đó khó được chơi. Nhưng mà lấy con Saya ra thì cẩn thận nha. Ngay cả khi là bạn Gam bên phía độ 1 mà rờ được con Saya rồi, bên kia đép nó đánh con Kathleen với lại Kalista là cũng mệt. Nói chung cảm giác khó lắm. Wukong đánh được không? Được, nhưng mà mình rất là sợ con Wukong này của Levi lên. Nếu như cầm Wukong á thì hãy chuẩn bị sẵn cho cái cảnh mà canh nhìn nó qua nó đá vô đầu. Mình hỏi các bạn chứ Wukong lúc đầu mạnh không? Wukong lúc đầu mạnh không? Early game Wukong mạnh không? Không. Là bên kia canh nhìn nó lấy mấy con mạnh đầu nó vỗ đá vô đầu. Xoáy ừ vậy, xoáy lắm. Xoáy lắm. Hay khoai tây lúc xoáy lắm. Vô đá vô cái đầu. Nên là thôi cố gắng làm sao mà mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ cấm những con tướng tủ. Thì cứ chọn những con nào mà cảm giác là tay chân mềm mại nhất, thoải mái nhất, rồi đấm nhau thôi. Chứ bây giờ chúng ta, tại vì chúng ta ở kèo dưới rõ ràng á các bạn, cho nên nói cách nào cũng thấy khó. Càng nói càng thấy khó, các bạn hiểu không? Cái kèo mà Gam đánh với DK á, thà là đừng phân tích thì cảm giác là có hy vọng. Còn mình với các bạn cứ ngồi nói hoài là càng nói càng thấy no hope thôi. Cái dòng mà đã là thua trình một cái khoảng cách xa rồi thì càng nói càng khó thôi. Cho nên là thôi cứ Gam đánh địch đâu đánh thôi.